Xin chào các bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi. Thì trong chương trình video hôm nay, chúng tôi sẽ nói về cái bệnh hậu sản là gì, cách phòng và chữa cái bệnh hậu sản mòn nhé. Thì bài viết là chúng tôi đã viết ở trên trang web. Các bạn có thể theo đường dẫn mà đọc cái bài viết này, hoặc là các bạn có thể nghe chúng tôi đọc lại cái bài viết trên cái YouTube nhé. Rồi, hậu sản hay bệnh hậu sản là bệnh sau quá trình sinh sản, là bệnh sau khi sinh con. Có một bệnh thường được gọi là hậu sản mòn, là sau khi sinh người cứ gầy mòn, cho dù có cố gắng ăn uống thế nào thì vẫn bị giảm cân, người càng ngày càng xanh xao gầy mòn. Biểu hiện là cơ thể gầy, không thể tăng được cân, người càng ngày càng mệt, đi khám thì không tìm ra bệnh gì. Sức đề kháng kém đi là nguyên nhân để mọi bệnh tật bắt đầu. Biểu hiện triệu chứng của bệnh hậu sản mòn, người càng ngày càng gầy, không tăng được cân. Có người ăn tốt nhưng cũng không tăng cân, có người ăn uống kém và ăn uống không ngon. Tinh thần thì không thấy thoải mái, thường có các biểu hiện là cáu gắt. Sức đề kháng kém là nguyên nhân cho nhiều bệnh tật xâm nhập. Cái bệnh hậu sản này còn gọi là bệnh hậu sản mòn ấy, thì có một cái đặc điểm chính là nó gây ra một cái gọi là nóng trong, để cho người phụ nữ mình không thể tăng cân đi được, mà không tăng cân được cho dù có ăn thế nào cho nữa, da dẻ thì càng ngày càng xấu đi và sức đề kháng càng ngày càng yếu đi, thì là nguyên nhân cho mọi bệnh tật nha. Xin kể ở đây một trường hợp bị hậu sản mòn sau sinh mà gia đình không biết, dẫn đến khổ cả một đời người, khổ cả một gia đình. Bạn tôi có một người mẹ bị bệnh viêm đa khớp, chạy chữa nhiều nơi không khỏi, đi bệnh viện thì bệnh viện trả về vì không chữa được, chạy chữa các thầy lang bệnh đều không thuyên giảm. Bất lực trước bệnh tình của mẹ, đành để mẹ sống chung với bệnh. Tôi hỏi bạn là tôi, mẹ bạn bị bệnh từ khi nào, và bạn tôi nói từ rất lâu rồi, chỉ biết cách đây đây là bệnh viêm đa khớp, nhìn các khớp ngón tay ngón chân biến dạng, người thì còn da bọc xương, không làm gì được mà tôi thấy trong lòng xót xa. Chỉ ước gì mình học được một ít sở học của thánh y để có thể chữa được bệnh cho mẹ và bạn tôi. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, không biết nguyên nhân bệnh của mẹ bạn tôi đến từ đâu. Một hôm tình cờ ngồi nói chuyện với bác trai, thấy bác nói từ khi sinh xong rồi út, bà ấy cứ người cứ gầy đi, mãi sau này là bệnh viêm đa khớp không chữa được nữa. Theo tôi, đây chính là nguyên nhân mà mẹ của người bạn tôi bị bệnh viêm đa khớp, viêm khớp biến dạng. Căn bệnh rất khó chữa đối với nhiều người. Nếu đúng như tôi suy nghĩ thì nguyên nhân chính bắt nguồn từ bệnh hậu sản mòn. Có nghĩa là trong cái câu chuyện này thì muốn nói đến các bạn là một người bạn tôi có mẹ bị bệnh viêm đa khớp. Mà cái bệnh viêm đa khớp thì các bạn biết rồi, bệnh viêm đa khớp là một bệnh rất khó chữa. Và khi mà đã không chữa được rồi thì gần như là con người chỉ có ngồi đấy thôi và người khác phải phục vụ. Cái bệnh này cũng rất là mệt mỏi. Thì cái nguyên nhân của cái bệnh viêm đa khớp thì có nhiều nguyên nhân các bạn nhé. Thì trong đó có một cái bệnh gọi là bệnh do mà hậu sản mòn dẫn đến đối với những người phụ nữ. Vậy thì khi mà bị cái hậu sản mòn thì các bạn chú ý nhé, là phải chữa ngay. Và hai nữa là cũng phải chú ý phòng tránh. Rồi, đi tìm nguyên nhân của bệnh hậu sản mòn nhé. Bệnh hậu sản là bệnh sau thời kỳ sinh sản, thường có nhiều loại bệnh như là rụng tóc, rạn da, đau đầu. Tuy nhiên, bệnh chúng tôi muốn nói đến ở đây là bệnh hậu sản mòn. Bệnh này nguyên nhân chính gây ra là sau khi sinh nở xong huyết hư không ra hết, nên các chị em và các ông chồng cần chú ý cách phòng tránh cho bệnh hậu sản. Sau khi sinh nở, huyết hư máu xấu không được thải ra hết sẽ đọng lại trong cơ thể. Tùy theo tình trạng của từng người mà bệnh này phát triển, thông thường gây ra chứng sinh xong người gầy, lâu dần dẫn đến mệt mỏi, sức đề kháng kém đi, đi khám sẽ không tìm ra nguyên nhân. Để nói về huyết hư không ra hết thì rất dài, tuy nhiên có những biểu hiện như người gầy không muốn tăng cân, ăn uống kém, mệt mỏi, có thể bị táo bón, bệnh trĩ, kinh nguyệt không đều, có biểu hiện đau bụng, đau lưng. Đấy, thì thường là những người mà bị cái bệnh hậu sản mòn mà không chữa được thì người càng ngày càng gầy đi các bác nhé. Rồi, cách chữa các bệnh hậu sản mòn thì bệnh chữa bệnh này là không khó, tuy nhiên người bệnh cần phải kiên trì điều trị để thải được cái huyết hư trong cơ thể, không phải 1-2 ngày mà có thể lên đến vài tháng. Có nhiều cách để thải được cái huyết hư chữa bệnh hậu sản mòn, tuy nhiên chúng tôi có thấy hai cách khá hiệu quả.
Một là cái tổng gửi cái gạo chữa bệnh hậu sản mòn. Trên màn ảnh các bạn đang xem chính là cái ảnh tổng gửi cái gạo nhé. Đấy. Thì khi bị bệnh này cần dùng cái tổng gửi cái gạo đun nước uống hàng ngày. Cách dùng như sau: tổng gửi cái gạo một nắm to cho vào ấm đổ 0,4 lít nước, đun sôi từ 5 đến 10 phút để nguội sử dụng, uống thay nước hàng ngày. Tổng gửi cái gạo uống khá ngon, dễ uống, có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe của bạn. Bạn có thể xem thêm cái video tác dụng của cái tổng gửi cái gạo nhé. Rồi thì khi mà bị bệnh hậu sản ấy, thì các ông chồng nhớ quan tâm cho vợ là mình mua cái tổng gửi cái gạo này về đun nước cho các bà vợ bị hậu sản uống. Uống thì sau một thời gian thì cơ thể sẽ da dẻ hồng hào và sức khỏe trở lại nhé. Đấy là những người hợp với tổng gửi gạo. Còn trong trường hợp mà không hợp với tổng gửi gạo thì các bạn phải dùng những loại thuốc khác. Thì trong cái bài này thì tôi nói cho các bạn hai cách. Cách thứ nhất là dùng tổng gửi gạo, và cách thứ hai nữa là dùng cái củ tam thất, bột tam thất chữa các bệnh hậu sản mòn nhé. Khi bị bệnh này chữa nhiều thuốc rồi mà không khỏi thì các bạn hãy dùng bột tam thất nhé. Cách dùng như sau: mua củ tam thất về thành bột hoặc mua bột tam thất về dùng luôn. Ngày dùng 2 lần sáng tối, mỗi lần 2 thìa nhỏ pha với nước mà uống. Uống lúc đầu thì hơi đắng, sau vài ngày thì sẽ quen. Cứ dùng liên tục đến chu kỳ kinh nguyệt vẫn dùng bình thường. Và bạn sẽ thấy cái lượng kinh nguyệt của bạn sẽ thay đổi, đó chính là tam thất có tác dụng tốt đối với bạn. Bạn nên kiên trì sử dụng, đừng tiếc tiền nhé. Sức khỏe của mình là trên hết, sau một thời gian bạn sẽ thấy sức khỏe thay đổi, da dẻ hồng hào, tăng cân trở lại. Lúc đó là bạn đã hết rồi. Thì cái bệnh hậu sản nên là cái bệnh nguyên nhân chính là cái máu xấu nó đọng lại trong người. Thì các bạn hãy dùng cái bột tam thất này, các bạn uống ngày 2 lần, mỗi lần khoảng 2 thìa nhỏ nhé. Đấy, uống đều đặn liên tục vào. Tam thất thì không chỉ chữa được bệnh hậu sản đâu mà còn chữa được nhiều bệnh khác nữa. Những cặp vợ chồng lâu chưa có con, đấy, người vô sinh các bạn nhé. Những bệnh nan y khó chữa thì cứ tam thất mà dùng, sẽ có chuyển biến nhé. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cái tam thất thì chúng tôi sẽ có một cái bài viết chuyên sâu về cái tam thất, thì các bạn có thể search cái tác dụng của tam thất và các bạn đọc ở trên cái trang lên góc 3 của chúng tôi nhé. Và các bạn có thể xem cái video tác dụng của tam thất trong thực tế. Rồi, thì tốt nhất là đừng để mắc bệnh là chính nhé. Mắc bệnh rồi thì chữa rất là khó khăn. Thì cách phòng bệnh hậu sản như thế nào? Thì cái này thì các bà mẹ và các ông chồng cũng nên chú ý nhé. Chúng ta cũng nên trước khi sinh nở thì chúng ta cũng nên chú ý đến điều này nha. Rồi, thì tôi sẽ đọc cho các bạn biết này. Để không bị bệnh hậu sản, tốt nhất là nên phòng và tránh bệnh hậu sản. Có nhiều cách để phòng và tránh bệnh hậu sản, theo tôi một cách đơn giản và hiệu quả, xin mách với các bạn như sau. Sau khi sinh xong tầm khoảng 3 ngày, kể cả sinh mổ hay sinh thường, thì bạn nên dùng bột tam thất ngày 2 lần sáng và tối, mỗi lần 2 thìa nhỏ pha với nước. Bạn sẽ thấy cái lượng sản dịch ra nhiều hơn và bạn không nên lo lắng nhé. Càng ra nhiều thì máu hôi của bạn càng được đẩy ra nhiều, ra hết máu hôi thì sản dịch sẽ tự hết. Cái bột tam thất thì có rất nhiều tác dụng các bạn nhé. Nó có tác dụng cầm máu. Tuy nhiên là để cầm được máu thì nó sẽ đẩy hết toàn bộ cái huyết hưu của các bạn trong cái cơ thể của các bạn ra nhé. Không cứ phụ nữ đâu, kể cả là nam giới mà có huyết tích máu xấu thì nên dùng cái bột tam thất này. Những bệnh như là về xương khớp, những bệnh về như đường ruột, những bệnh như về như khối u, những bệnh về tai biến, các bạn cứ bột tam thất và các bạn dùng trường kỳ thì sẽ có những tác dụng rất tốt nha. Đấy thì qua cái chương trình, qua cái video này thì tôi sẽ muốn nói đến cách phòng tránh cái bệnh hậu sản và cách chữa bệnh hậu sản bằng củ tam thất và cái tầm gửi cái gạo. Bạn nào có nhu cầu muốn sử dụng cái tầm gửi cái gạo thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Bạn nào muốn sử dụng cái bột tam thất hay củ tam thất thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 nhé. Rồi, xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã xem cái video của chúng tôi nhé.